Đợi chờ là hạnh phúc các bác. Ngồi chờ, ngồi chờ anh ra anh rước vô nhà. Một mỡ bò không biết có mua được không đây bà con nông dân. Ai, bác tài xế. Có mua được không bác? Xin chào bà con nhá. Có mua được không? Cũng biết mên chui đâu. Đi sáng chờ. Chắc là mua được á. Không mua được á. Mua đắt thì cứ gì không mua được. Không về rồi nuôi. Anh bảo ngồi đây chờ 5 phút anh ra liền. Bật máy lên quay. Ngoài trời đang còn chuẩn bị mưa các bác. Đi từ sáng giờ trời mưa. Rồi bây giờ vô xem nha các bác. Chờ anh ra xem coi ở sau nha, dắt vô nhà coi mua được không nha bà con. Đó em biết các bác cũng nóng lòng giống em á. Nhiều bác mà đang còn tìm nuôi bò cái, bò giống sinh sản đó các bác. Cũng thông báo với các bác là toàn bò giống không các bác, không có con bò 3B đâu đâu nha bà con nông dân. Rồi ok các bác, bò 3B đắt quá, đắt kinh khủng, không mình chi được. Các bác nào có 3B được lỡ thì gọi em nha, bắt hết giá cho các bác luôn. Ok các bác. Chào các bác nha. Tới nơi xem bò. Chuồng mình đâu anh? Để chuồng đây. Tới bác chủ nhà đó. Ra xem xa nữa các bác. Mua được thì mua, không mua được thì vui vẻ. Không sao hết. Bò sinh sản. Bò đó. Bác chủ nhà đó. Mình mua về nuôi lâu cho anh, đàn bò này. Đây là mua từ lúc nhỏ về nuôi mà. À, nuôi từ lúc nhỏ vâng. Mua loại 13, 14 triệu, 15 triệu được lúc mới 5 tháng, 6 tháng. Đây là bê đẻ ra hết ạ. Bê đẻ ra. Mua lúc nhỏ mà. Vâng, vâng. Thế là bây giờ chuyển đổi sang... Chủ tịch này là tính ở đây là bán gì mà nuôi bò 3B được. Nuôi bò 3B được của béo. Nuôi 3B được luôn. Bò cặp, bò nhỏ lắm các bác ạ. Thì đa số là bò tầm nhỏ cả, nào có nó tầm dài không? Tầm trung thôi. Bò nhỏ lắm. Đây các bác này. Bê nhỏ nhỏ không bà con nông dân? Bê sinh đôi đó, hai con bê sinh đôi đó. À, sinh đôi quá. Hai con mẹ và có đẻ. À. Con nhỏ thì con mẹ có đẻ. Anh nuôi lâu chưa? Hai con đi lần bây giờ 2 tháng rưỡi cả. 2 tháng rưỡi. Đẻ cái cháu 2 con nhảy mà. Ý là ở đây mình cho nhảy hay là phối đó? Nhảy. Nhảy hết vâng. Nhảy nhưng mà nhảy chắc xa đó, với gần mua. À, đây các bác này. Bò bây giờ còn mổ gọng không có bác? Ăn dương cúng, mổ gọng đi làm không có cách đó được mua. Toàn mổ gọng không? Bê, một cái. Ăn hết thì để có nuôi con đi, con cái thì để lại nuôi rồi. Bà mẹ thì có mấy con cờ đi, hai con bị lỡ đi mấy cái con đó. Vâng. Giữ lại con to này hả? Để con to đi, để con bị lỡ giữ lại. Con với con đi hả? Đó, con với mấy con để lũ ấy, bán hết cả luôn. Ăn nhau con to quá hết. Bán thì mấy con bò to này chị em không mua được rồi. Gầy lắm anh ạ. Gầy khô đi mà cứ đi trên lối. Bê thì mua 2 bê to lỡ đó. Bê đó bố mẹ đi, còn bê đứng đó. Hai con đây cho mấy tiền? Thì đưa đây 30 triệu, hai con. Ba mươi triệu hai con bê. Nhỏ nhỏ, xinh xinh. Mẹ gầy không mua hả? Vâng. Anh coi kênh của em anh biết thì có chờ em mua cái loại bò đi, mua ở trong đi, có bò bò trong em có loại đi, có đủ đống. Nhiều quá đi ạ. Thật mà, em có mua làm chi. Ừ, làm kênh chăn nuôi thì mua cái loại hợp lý thôi chứ. Bò thế đít không. Dơm ngày để ôi dơm thì nó chi đi làm về đái cho ăn nữa đấy chứ. Vâng. Dơm thì nó mua dỗi thì có được vài ngày cái cỏ thôi.
Đây các bác. Đây cho anh bán con đi chơi. Đây con đi. Anh báo 30 triệu, 30 triệu hai con, còn 15 triệu. Đây. Mình mua cá bà con, mình bán cá bà con cho bà mẹ đi lại đúng được. Vâng. Đáng được đúng không ạ? Bên đây thì em mua giá thịt. Thật sự là vậy. Chứ không mua, không mua giá nuôi mua. Nó mua giá thịt thôi. Thì được cái về bán ra. Ai mà mua đốt thì em bán cho bà con nông dân mua giá đốt thôi. Về người ta, ví dụ như người ta thui đó, đám cưới, đám tiệc thì người ta bạn, người ta mua thôi. Đây. Ở để xem sao nha các bác. Rồi định giá cụ thể được thì ta bắt, mà không được thì ta đi nha các bác. Đây các bác này. Ba con này. Ba con này anh đòi 45 triệu này các bác này. 45 triệu như em bảo là bớt đi 10 triệu. Được bắt, không đổi thôi. Không đổi cò các bác. Đó. Đây các bác. Đó. Ok các bác chưa? Hai con mỏng á, con nhỏ đó, hai con được tầm 6 mà được tầm 55 cân cạo mà gầy. 55 cân cạo. Với một con béo hơn thì em đang còn tính là tầm 70 cân. Nên em sợ 70 cân không hết, thiếu. Thật sự là vậy. Nên em bà một con đấy, em chỉ trả được 35 triệu. Anh bảo 35 triệu không bán. Vui vẻ nha các bác. Ta về nha. Gầy lắm các bác. Bê nhà anh gầy lắm. Không mua được. Muốn mua cao giá cho anh lắm nhưng mà không bắt. Để chịu. Để cho anh gọi anh em nào đến bắt giá nó hợp lý hơn thì mừng cho anh. Còn em mua chỉ được vậy thôi. Không mua hơn các bác. Ok các bác nha. Đây em review và em đọc giá cho các bác xem. Từng con một. Đây. Các bác phải nhìn ở ngoài. Các bác mới nhìn hết được con bò các bác. Anh chữ con này là nuôi thì trong đàn bò em chỉ thấy được trong đàn bò của gia đình anh chị em chỉ thấy được con này là ưng ý thôi này các bác. Nhưng mà gầy lắm các bác. Không có cỏ, không chủ động được cỏ cho nó ăn. Bà là bà nội hay bà ngoại? Bà ngoại. Bà ngoại. Rẻ chứ bà chứ? Hả? Rẻ chứ? Vì cháu cũng muốn mua giá cao lắm mà không mua được bà. Bò gầy lắm. Đây, thì em không muốn trả nhưng mà bà bảo thì cứ trả đi. Đây, con đi em cầm 7 yến nhưng mà em sợ không được các bác này. Đó. Em sợ không được nên em chỉ trả con này 13 triệu thôi các bác. Đây. Còn con nhỏ thì tầm 55 cân các bác. 55 cân. Đây, là tính giá 20 đó các bác ạ. Tính giá 20 đó. Chứ còn không ai đi mua 20 thời điểm dài đâu các bác ạ. Em tính giá 20 đó các bác này. Đây này. Đó, con này này. Con này được tầm 55 cân cạo này các bác. Con trong cũng vậy. Con trong hơi non một tí, con này hơi non một tí. Nhưng cứ tính vậy thôi. Đó. Về nhà còn bán ra nữa chứ, đúng không các bác? Chứ mua rồi về nhà bán ra đang được nữa. Đó. Rồi, ok các bác nhé. Đó. Các bác thấy em định giá rõ ràng cho các bác xem đó. Thật sự là chia sẻ với bà con nông dân là lên hình thì nhìn nó bóng mượt vậy đó các bác. Đây, em nhắc lại nè. Đây các bác này. Đó, lên hình thì nhìn nó bóng mượt vậy nhưng mà đường ngoài nó gầy lắm các bác ạ. Gầy cực kỳ luôn. Nên không mua được. Mấy con bò mẹ không mua được. Thì ba con bé cái 35 triệu. Rồi, ok các bác nha. Tao về nha các bác. Về nha bà con nông dân. Chịu thôi anh ạ. Anh em vui vẻ, không sao hết. Vì mua bán mỗi người mỗi mắt. Tao về nha các bác.
Đó, các bác cũng thấy rõ ràng đó các bác. Không mua được các bác ạ. Thì em nhắc lại nha, nhìn ở trong hình ảnh nó đẹp vậy á, nhưng mà đường ngoài nhìn nó không ra gì đâu, nó không có cân, có thịt, có lạng gì đâu các bác ạ. Đó, nên bà con xem trên hình ảnh clip các bác thấy đẹp vậy đó, nhưng đường ngoài nó sẽ khác các bác. Đó, em nếu mà em mà mua là giá cả nó sẽ hợp lý. Thì cũng nhắc lại nha, từ sáng giờ thì cũng xem nhiều rồi đó các bác ạ, nhưng mà không mua được. Thì em mong rằng bà con nông dân á, ai mà gọi em đến thì thứ nhất là các bác tham khảo giá đi. Các bác tham khảo giá một vài nơi ở đâu đó, hoặc là gọi thương lái vào người ta khảo giá đi. Nếu mà các bác cảm thấy không hợp lý thì các bác gọi em đến, lúc đó thì em sẽ mua bán nó dễ dàng hơn. Đó cũng giống như ông anh này đó các bác. Thì anh bảo là xong anh bảo là chốt 14 triệu một con, là ba con là 42 triệu, ba con là 42 triệu đó, nhưng mà không bắt được. Em bảo là bớt đi 10 triệu, tức là còn tầm 35 triệu, vì lần đầu anh đòi 35 mà các bác, thì tầm 35 triệu là em có thể bắt được để về bán cho các bác. Thì thực sự là cao quá, không mua được các bác đó. Thì những hộ gia đình nào mà em đã vào em trả rồi thì các bác thừa hiểu cái giá cả ấy, em trả nó sẽ cạnh tranh như thế nào đó. Nếu mà con nông dân không tin thì các bác cứ gọi thương lái đến, các bác biết em trả có tới giá hay không. Thực sự là em trả tới giá chứ không phải là trả bừa để về đâu các bác đó. Mong rằng bà con nông dân cũng hiểu đó, chứ mua bán mà các bác cũng có ngày được ngày không. Mấy ngày hôm nay tính ra đi hơn 100 cái số đi đi về về đó, thì hai anh em nản quá rồi thì cũng vô cái chỗ đại lý Hyundai đài đó các bác, để sửa chữa, tức là để thay dầu thay mỡ đó. Thì cũng nhân đoạn clip đó để làm video để cho các bác xem. Các bác mua được ngủ uống cà phê, buồn được không mua được bò, uống cà phê miễn phí các bác. Rồi ok các bác nha, chào các bác nha, chào bà con nha các bác đó. Còn bác nào có nhu cầu mua hoặc bán trâu bò thì các bác nhớ đăng ký kênh nha các bác. Bác nào có nhu cầu bán thì cứ alo trực tiếp gặp em. Em sẽ đến nhà các bác mua một cái giá nó hợp lý nhất nha. Thuận mua vừa bán nha các bác. Còn bác nào có nhu cầu mua thì các bác cứ nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nha các bác, để sớm nhận được những video mới nhất từ kênh Khởi Nghiệp, để chọn cho gia đình mình những con bò nó hợp với bụng mình và hợp với túi tiền của gia đình mình. Mua bán công khai, rõ ràng, minh bạch nha các bác. Các bác thấy cảnh đẹp không? Lưu làm kỷ niệm. Bùn bò. Rồi, chào các bác. Chào toàn thể bà con.